Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn tựa game Pyro. Thì hiện tại thì đây là một cái tựa game nhảy nhót và sử dụng những cái đống lửa rất cực kỳ hay ho. Thực ra thì cách chơi của trò chơi này cũng không có gì gọi là quá là mới lạ, nhưng mà cái trò này mình đánh giá cao nó ở mặt đồ họa. Đồ họa của game nó được thiết kế đi theo một cốt truyện. Vì là cốt truyện ở đây là chúng ta sẽ tham gia vào những cái ngọn lửa, ví dụ ngọn lửa vàng, ngọn lửa hồng, ngọn lửa xanh. Thì ở đây mình là đang ở ngọn lửa đỏ. Và cách chơi nó như thế nào? Thì cách chơi chúng ta sẽ là một cái ngọn lửa và đi quanh những cái hình tròn. Và muốn để có thể vượt qua được các bàn chơi thì chúng ta bằng cách là chúng ta sử dụng một cái động tác rất là đơn giản là ấn trực tiếp và chọn các hướng nhảy thì nó sẽ nhảy ra được các bục hình tròn tròn này. Với cái khoảng cách đi càng xa càng tốt đến từ cái ngọn lửa này thì chúng ta sẽ đến với những cái vùng mà miền cực lạc và những vùng miền ma giờ khó khăn luôn. Và mình đang có cái sự gọi là di chuyển đây. Khi mà chúng ta đang thấy là game được thiết kế theo đồ họa 2D cực kỳ là sống động, và theo như mình nghĩ thì nó với đồ họa khá thân thiện và nó sẽ phù hợp đủ các thể loại người chơi, ví dụ như con trai con gái các kiểu, già trẻ thì có thể chơi hết. Và trò này thì nó là trò giải trí đơn thuần và sẽ là giúp cho nhiều bạn trẻ đang chán không biết chơi gì thì có thể mang ra và trải nghiệm. Ngoài ra thì lúc các bạn rơi xuống thì các bạn sẽ đến một cái điểm mà có cái khả năng bắn lên. Cái điểm này bắn lên thì chúng ta sẽ không bị chết hay là mất mạng mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi thêm. Mà cái game này thì nó sẽ là đi càng xa càng tốt thôi. Đấy, hiện tại thì mình đang đi và cố ăn tiền. Khi mà ăn tiền xong thì các bạn nghĩ trong đầu là không biết là tiền để làm gì. Thì tiền trong này thì nó sẽ có chức năng là đến các điểm checkpoint thì chúng ta sẽ được một cái lượng tiền. Ngoài ra thì còn nó còn có một số chức năng khác nữa, như kiểu là nâng cấp hay là mua thêm các con vật khác. Ví dụ như mình muốn mua mở hồng, mở vàng, mở xanh, mở đỏ thì ấn vào đây chúng ta sẽ có thể vào được phần store. Trong phần store thì chúng ta có thể mua được thêm một số công cụ, ví dụ như cái hút tiền này, là mua thêm tiền thật bla bla bla. Khi mà mua tiền này thì chúng ta sẽ có dễ dàng hơn trong việc chơi cũng như là hút. Ngoài ra thì trong phần setting thì chỉ sẽ có bật tắt âm thanh hay là thoát ngay ra đây. Và game thì nó có 7 bàn chơi. Đấy, có 7 bàn chơi lớn thì để cho chúng ta dễ dàng vượt qua. Và càng về sau thì nó càng khó chứ nó không phải easy như bây giờ. Và bài hướng dẫn và trải nghiệm tựa game của mình đã kết thúc rồi. Chúc bạn chơi vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.